làm sao mà tìm được yên ngựa quý giá cho công tử đây. Thôi thì cho thêm vài ngày để cái hẹn thù xếp nha. Cái tên nô lệ chết bầm kia lại dám từ chối à? Bây đâu? Dạ. Hãy trói hắn lại. Dạ. Cho hắn 100 trượng. Dạ. Hoàng ớt cho tôi lắm à. Hoàng ớt cho tôi mà. Hoàng ớt cho tôi mà. Hoàng ớt cho tôi lắm đó. Ngươi. Công tử à, người như hắn ta mà không đánh á thì hắn không biết sợ đâu hả? Đánh. Đánh mạnh hơn nữa. Phụ công, cái tên gian tặc kia, hãy thả ông ta ra, thả ông ta ra, thả ông ta ra đi. Ngươi không phải là người. Đánh mạnh lên, đánh mạnh hơn nữa. Dừng lại. Ngươi là ai hả? Ngay cả chuyện của bản công tử cũng dám can thiệp. Nhà ngươi là ai đây? Nói mau đi. Chức quan tuy nhỏ, cũng là mệnh quan của triều đình. Ngươi khinh thường dương pháp, cướp lấy dân nữ, đánh đập nha lại, đã phạm dương pháp của triều đình. Bất cứ người dân nào cũng có thể can thiệp. Tại sao ta lại không lo chứ? Ta nghĩ chắc là bây giờ nhà ngươi chán sống rồi. Nhà ngươi có biết bản công tử là ai hay không? Bậy đâu? Dạ. Trói hắn lại, đánh luôn một lượt. Khoan đã. Hồng lão gia, lão gia chúng tôi bên kia kìa. Bẩm đại nhân, hạ quan không kịp nghênh đón, xin đại nhân miễn trách nha. Hồng đại nhân, bị chức không kịp thăm viếng, đã thường phục tới đây, thực sự có lỗi. Nhà ngươi là ai? Hồ công tử cũng có mặt ở đây nữa à? Bị chức không kịp nghìn đón, xin tha thứ cho. Đây là huyện lệnh mới của huyện Thuận An, Hải đại nhân. Hả? Mặt mũi như vậy làm sao mà làm huyện lệnh được đây? Xin lỗi Hồng đại nhân, là một phụ mẫu quan, chức trách ở đâu? Thượng trung thiền tử, hạ ái lê dân. Tuy nhiên bây giờ có người cướp bóc dân nữ, đánh đập nha lại, như vậy phải xử trí thế nào đây? Hồ công tử, nếu như có chỗ nào làm mất lòng của ông thì bản quan đây xử trí là được rồi. Hay là nể tình của ông ấy sơ phạm mà đừng có đánh đập nữa. Còn người con gái mã võ này, xin công tử hãy nể tình của bị chức, tha cho cổ đi, không biết có được không? Muốn thả nhà lại, cái đó thật dễ thôi. Chỉ cần chuẩn bị một con ngựa chiến, yên ngựa thật là quý giá, như vậy bản công tử lập tức thả ông ta. Còn người con gái mãi nghệ này là một nữ tỳ đã trốn thoát từ trong gia đình của ta, ta không bao giờ tha cho cô ấy đâu. Nhân ngươi là cái đồ tồi, ai mà làm tỳ nữ của gia đình nhà ngươi chứ? Ta hoàn toàn không có quen ngươi đâu. Hồ công tử à, cho dù đây là tỳ nữ của phủ công tử đi nữa, nhưng mà cô ấy là bà con của bỉ chức. Mong công tử nể mặt của bỉ chức một lần, tha cho cô ấy một con đường có được không? Hồng huyện lệnh, nếu như buộc tôi phải thả người con gái này, vậy cũng được. Vậy thì Hồng huyện lệnh hãy mang 3.000 lượng bạc tiền chuộc ra. Còn nếu như không, bản công tử lập tức bẩm báo gia phụ. Lúc đó, nhà ngươi sẽ mang cái tội tư thông với nô tỳ.
Hồ công tử à, như vậy không được đâu. Hạ quan đây lương thấp bổng ít, làm gì mà có được 3.000 lượng bạc chứ. Như vậy phải không? Vậy thì ngươi hãy cởi cái ô sa ra để chờ đợi bản công tử trị tội nhà ngươi. Bây đâu? Dạ. Hãy chuẩn bị ngựa và đưa người con gái này trở về phủ tổng đốc. Khoan đã. 3.000 lượng đó do Hải Thủy ta trả. Ây dạ. Không thể coi mặt đặt tên hả? Được lắm. Hãy mang ra đây đi. Hồng đại nhân, đại nhân hãy cho mượn cái quyền ấn để cho ta sử dụng. Hải đại nhân à, huyện Thuận An đất hẹp dân nghèo, công khố trống không. Cho dù có lấy quyền ấn đi nữa thì cũng không có đủ 3.000 lượng đâu. Hồng đại nhân, ông đừng có lo, cho tôi mượn cái quyền ấn để bản quan sử dụng. Bị đâu? Dạ. Lập tức cởi trói cho nhà lại. Dạ. Ngươi muốn gì đây? Công tử muốn lấy bạc thì hãy cùng với người con gái này tới huyện nha. Chúng ta một tay trao người, một tay trao bạc. Kẻ công sai. Dạ. Khởi kiệu hồi phủ. Dạ. Dạ. Bản huyện ngày hôm nay thăng đường nghị sự. Trước tiên tuyên bố hai bản cáo thị. Thứ nhất, bãi bỏ tất cả những phụ thu của bản huyện. Từ nay, ngoài những thế chánh ra, không có được trưng thêm một đồng, một hộ gạo nào của dân chúng ở trong huyện. Thật là tân quan thượng nhiệm muốn làm nổi. Đúng vậy. Tất cả quan lại lớn nhỏ trong bản nhà cần phải thụ công thụ pháp, không được tống tiền dân chúng, thu nhận hối lộ. Nếu như vi phạm, tất cả đều phải bị xử phạt nặng nề. Hải đại nhân, lúc nãy không biết có đọc lộn hay không vậy? Những cái số tiền phụ trội đó không có thu được đâu. Tại sao không bỏ được? Hải đại nhân, triều đình đã quy định cho huyện quan bổng lộc rất ít. Lương bổng hàng tháng của tri huyện chỉ có 7.5 dạ gạo thôi. Ngay cả nuôi gia đình còn không đủ, huống chi còn phải lễ lộc cấp trên, quà cáp đầy đó. Vì vậy cho nên châu huyện phải thu thêm chút đỉnh, đó là thông lệ. Nếu như bây giờ hủy bỏ đi không có được đâu. Năm xưa, Từ Hồng Võ Thái Tổ lập nghiệp, quy định quan lại ít bổng lộc. Cái đó là bởi vì thương dân. Bây giờ, cứ tăng thêm thuế má. Như vậy không phải là đi ngược lại đường lối ngày xưa của Thái Tổ hay sao chứ hả? Còn về gạo không có đủ ăn, ta có thể đích thân trồng cải, cho thư đồng đi đốn củi, còn hơn là dơ vét của dân nghèo.
Bây đâu? Dạ. Hãy dán ra ngoài đi. Nè, Tân lão gia, bản công tử không cần biết nhà ngươi bãi bỏ hay không bãi bỏ thuế má gì cả. Ta muốn hỏi nhà ngươi, 3.000 lượng bạc kia, trả hay là không trả đây? Nếu như không trả, bản công tử lập tức đưa người cô gái này đi về Hàng Châu. Mất công ngồi đây nghe ngươi nói bậy nói bạ. Nhà ngươi là ai? Lại dám lớn tiếng kêu gào trước công tử hả? Nè. Tân lão gia, ngươi đã trúng tà rồi sao? Lúc nãy còn đàng hoàng tử tế, tại sao chưa có gì, ngay cả bản công tử mà cũng không nhận ra hả? Điều dân to gan, lại dám mạo nhận công tử của tổng đốc để làm việc bậy bạ. Tả hữu nha lại, trói hắn cho ta. Hải đại nhân à, xin đừng có hiểu lầm. Ông ta chính là công tử Hồ Cùng của Hồ Tổng Đốc đó. Tên quan chó kia, gan nhà ngươi có lòng phải không? Ngay cả bản công tử mà cũng dám trói. Hồ Công Tử. Xin Hồ Công Tử đừng có giận. Hải đại nhân vừa mới tới thôi cho nên không biết Hồ Công Tử. Mong công tử tha thứ, đừng có khiển trách nha. Cái tên điêu dân to gan, mượn qua danh của phủ Tổng Đốc làm việc bậy bạ, tổ thật nặng nề. Bây giờ các người còn không có chịu ra tay, đỡ cái gì nữa? Nè, Hải đại nhân à, có chuyện gì thì để từ nói nha, đừng có nổi nóng. Nếu như không sẽ bị mất mạng đó. Tên quan chó kia, bản công tử ngày này lập tức hồi phủ, ngày mai ta chờ nhà ngươi đầu rơi xuống đất. Nè, công tử à, đừng có nóng giận, xin đừng có nóng giận. 3.000 lượng kia, bị chức sẽ lập tức về bán hết tất cả gia tài, bảo đảm không thiếu một lượng nào đâu. Bảo đảm sẽ không thiếu một lượng mà. Nhà lại tả hữu, lập tức trói lại. Người dám à? Các người ai dám trói ta? Tổng đốc công tử. Nếu như nhà ngươi tự nhận là công tử của Hồ Tổng Đốc, vậy thì ta hỏi nhà ngươi, ngày nguyên đáng năm nay, Hồ Tổng Đốc đã hạ ngự lệnh đầu tiên cho 7 tỉnh Giang Nam. Người có biết hay không? Cái đó ai mà không biết. Ngự lệnh của gia phụ là muốn dạy dỗ hạ thuộc phải liêm khiết phụng công, nghiêm cấm hại dân. Ngự lệnh hạ xuống, ngay cả đại thần trong triều ai cũng khen thưởng cả. Ta là công tử của Tổng Đốc mà, làm sao mà không biết chứ? Nếu mà như vậy, Hồ Tổng Đốc nhà giáo nghiêm nhặt, tại sao lại dung túng con trai của ông ta làm việc bậy bạ bên ngoài, cướp giật dân nữ, đánh đập nha lại, tống tiền châu huyện? Người rõ ràng là mạo nhận công tử của Hồ Tổng Đốc. Nhà phủ tả hữu, hãy trói hắn lại. Nếu như các người còn không chịu ra tay thì ta trị tội luôn các người đó nha. Dạ. Các người dám? Các người chán sống rồi phải không? Ngay cả bản công tử cũng dám trói à? Buông ta ra. Cái tên quan chó kia, người có dám cùng với ta về Hàng Châu để diện kiến tổng đốc hay không? Cái đó rất dễ dàng thôi. Tuy nhiên bản quan có công vụ trên người, không thể đích thân trở về. Ta bây giờ sẽ viết một bức thư để trình lại với tổng đốc, sẽ cho người áp giải người tới Hàng Châu, giao cho phủ tổng đốc đích thân xét xử. Hải đại nhân à, bức thư này không thể nào viết được đâu. Hồng đại nhân, ta đây có cách mà. Ây à, không phải đâu Hải đại nhân à. Nếu như mà bức thư này gửi ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị chuốc họa vào thân đó. Ê, ta đã quyết định rồi, không thể thay đổi. Nhà lại. Dạ. Lập tức mang bức thư này cùng với lại điêu dân ác nô này giải tất cả đến Hàng Châu,
trao cho Hồ Tổng đốc đích thân xử lý. Không được chậm trễ. Dạ. Dạ. Đi, 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 đi. Đi, đi. Tên quan chó kia, nhà ngươi chưa biết tay. Đi, đi. Đi. Khải bẩm đại nhân, những tài vật tùy thân của tên công tử tổng đốc kia xử trí thế nào đây? Ê, công tử tổng đốc cái gì chứ? Đây là những tang vật của cái tên điêu dân kia đã bóc lột dân chúng suốt dọc đường. Xung công tất cả, mang số tiền đó ra cứu tế nạn nhân. Dạ. Dạ. Nè, các người còn đứng đó làm gì nữa? Còn không chịu thả cô nương ra? Dạ. Đa tạ đại nhân đã cứu mạng của tiền nữ. Khải bẩm tổng đốc, tri huyện Thuận An Hải Thụy đã cho người mang tới một bức thư, mong đại nhân xét qua. Điều gì tội ghẹt, dám mạo xưng công tử như ta. Triều lệnh các người lập tức mang tên điêu dân tới. Mang tên điêu dân thượng đường. Đi. Đi. Quỳ xuống. Khải bẩm tổng đốc, tên điêu dân đã tới rồi. Trời, nói hắn ra. Dạ. Phụ soái à, phải quyết định giùm cho hài nhi đi. Tên trời đánh, nhà ngươi thiệt hả? Phụ soái, hài nhi ở tại Thuận An không có làm sai điều gì cả. Chẳng qua các người hãy lui ra hết đi. Dạ. Cái tên súng sinh kia. Nè, công tử à, công tử, công tử chứ. Hết chuyện làm rồi hả? Danh dự cái đời của ta bị vài người hủy bỏ như vậy. Hài nhiên tôi có lỗi, nhưng mà tên quan chó kia thật ra hiếp người ta quá mà. Biết rõ ràng con đây là tổng đốc công tử, lại làm khó dễ con. Rõ ràng sẽ phụ soái không ra gì cả. Nếu như không cho hắn biết tay, phụ soái, phụ soái đâu còn mặt mũi gì. Nhà người biết cái gì? Không lẽ người muốn mang cái chuyện xấu xa này làm cả triều giả biết hay sao đây? Nếu như cha công khai nhìn nhận một đứa con tồi tệ như vậy, để cho người ta nắm kén hay sao đây hả? Ê! Phụ soái nắm binh quyền của 7 tỉnh miền Nam, không lẽ còn phải nể mặt cái tên quan nhỏ nhoi đó hay sao? Cái chuyện ở Thuận An cấm người nói ra ngoài đó. Người hãy lập tức cho người tới Thuận An lập tức báo cáo tất cả những hành động của Hải Thụy từ nay về sau. Nghe rõ chưa? Cô nương, bảo kiếm mà cô nương mang theo có thể nào để cho bản quyền xem qua hay không? Dạ. Cô nương, xin lỗi cô nương, tên họ của cô nương là gì? Quê quán của cô nương ở đâu vậy? Tiểu nữ họ Giang, tên Anh, người làng Phế Châu.
Cô nương khỏi cần giấu giếm nữa. Cô nương không phải là họ Giang, còn nhà cũng không phải ở tại Phế Châu đâu. Cô nương người huyện Hội Khê, còn về gia đình ở tại Bảo An. Ờ? Ây à, công tử à, đừng có giận nữa, đừng có giận nữa. Cái chuyện này à, bỏ qua đi nha. Nếu mà loan truyền ra ngoài bị người ta biết được không có tốt đâu đó. Không được, hồn công từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ bực tức như vậy. Hồ sư gia, ông có cách gì có thể giết chết Hải Thụy và có thể lấy được người con gái kia không? Công tử à, không phải là không có cách, nhưng chỉ sợ lão già. Lão già ngươi không cần phải lo, nói đi, cách gì? Đưa lỗ tai đây. Bắt thích khách, bắt thích khách, nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên, bắt thích khách, bắt thích khách, lại. Bẩm lão gia, Tần đạo trưởng xin gặp. Tần đạo trưởng đã tới hả? Cha cẩn thận nha. Quốc lão đại thượng, bần đạo Tần Văn bãi kiến. Mời. 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 Mời ngồi. Dân trà. Các người hãy ra ngoài đi. Dạ. Đạo trưởng. Quốc lão. Nghe nói đạo trưởng có mật sự muốn diện tấu bản hoàng. Không biết là chuyện gì vậy? Mừng chủ quốc lão hồng phước tề thiền, bần đạo tái bái. Ừ.
Ngồi đi. Xin lỗi đạo trưởng, thật ra là chuyện gì đáng mừng? Bần đạo sở trường địa lý, tôn phủ Nam Sườn phát hiện hoàng khí, nay mai sẽ có cổ ngũ chi tồn, nhưng mà trước mắt long hình chưa hiện, còn phải chờ đợi vào thiền cờ. Nếu như có thể xây lầu dựng các trong phủ tạo thành hình của một con rồng, như vậy thiên hạ nay mai sẽ là trong tầm tay của người đó nha. Chuyện này không phải là chuyện chơi, xin ông đừng có nói bậy bạ. Quốc lão quên rồi hay sao? Ngày xưa trước cửa Lưu Bị có một thần kỳ, sau đó quả nhiên làm vua. Các triều đại hưng suy đều có những điểm báo trước, bần đạo không dám nói bậy. Về cái chuyện này, bản phủ không muốn nghe nữa. Thế phàn, tiễn khách cho cha. Đại nhân, cảm tạ ân cứu mạng của đại nhân, tiểu nữ xin được cáo từ. Cô nương, hãy ngồi đợi một chút, ta có một vật muốn trao cho cô nương. Ngồi đi, ngồi đi. Để đó cho tôi. Cô đường à, hãy xem nè. Cô nương à, cô nương có nhận ra thanh kiếm này hay không? Cha, cha đã chết quá là thê thảm. Cô nương à, đừng có khóc như vậy mà, coi chừng ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Đại nhân, ông quen với gia phụ từ lúc nào vậy? Cô nương hãy ngồi xuống trước đi. Tôi và gia phụ của cô Thẩm Kinh Lịch là bạn thâm giao với nhau. Tám năm trước, ta đây vào kinh ứng thí, ở tại Tự Lễ Sách. Bởi vì đã làm mất lòng nghĩa tử của Nghiêm Tông là Triệu Văn Hoa, đã bị hắn đổ mực lên bài thi, vì vậy thất cử. Ta nhất thời tức giận, bệnh nằm dọc đường. Cũng may là gặp phải gia phụ của cô, ngồi kiệu đi ngang qua chỗ đó, khiêng ta về nhà, tận tâm nuôi dưỡng. Mấy tháng sau, bệnh của ta mới có thể lành lại. Có một ngày, nhìn thấy phụ thân của cô múa kiếm ở tại vườn hoa,
chính là thanh kiếm Thanh Hà này đây. Lịch Tôn trong cơn tức giận đã cùng với ta minh thề nhận lấy trách nhiệm trừ khử gian tặc ở trên đời. Lúc chia tay, ông ta đã tặng cho tôi một tự quả và một thanh Hà Quy Ngư kiếm này đây. Từ lúc chia tay lần đó, Thủy Thúc không có gặp Lịch Tôn nữa. Mấy năm trước, nghe nói Lịch Tôn đại nhân đã thượng bổn hạch tấu 10 đại tội trạng của Nghiêm Tông. Thiên hạ nghe nói, ai cũng vỗ tay khen ngợi. Nhưng mà không ngờ, sau đó lại bị Nghiêm tặc hãm hại. Chúng tôi đã quan tâm tới sự an nguy của huynh đệ cô. Bây giờ chúng ta gặp mặt nhau ở đây, thật là vạn hạnh, vạn hạnh. Thúc phụ Hải đại nhân trên cao, xin hãy nhận một lại của tiểu nữ Thẩm Vận. Đứng dậy đi. Nè, vô đây ngồi đi. Gia đình của cháu ở tại Bảo An, tại sao lại bị triều đình truyền chỉ sao trảm vậy? Gia phụ đã bị tên gian tặc Nghiêm Tông hãm hại, đại tới Bảo An đi nhậm chức. Vô tình gặp phải tay sai của tên Nghiêm Tông là gian tặc Dương Tĩnh. Hắn là thảm sát Lương Dận, bóc lột quần chúng. Gia phụ biết được rất là nóng giận, cho nên đã làm bại văn tế để mà phóng điếu cho những quan hồn uổng tử. Ở trong bản văn tế, gia phụ đã chửi thậm tệ Nghiêm Tông và vợ chồng họ Dương. Không ngờ Nghiêm Tông đã biết được, cho nên đã hạ lệnh vu khống gia phụ âm mưu tạo phản và truyền lệnh sao trảm cả gia đình. Tiểu nữ nguyên tịch ở tại Hồ Khê. Tên gian tặc Nghiêm Tông vì muốn nhổ cỏ tận gốc, cho nên đã sai binh tướng theo đuổi tới Hồi Khê, đã giết chết Thẩm Sượng, một người anh ở tại làng quê, và lại không tha, còn giết chết cả gia đình của cháu. Cũng may là cháu đệ từ nhỏ đã học võ công với phụ thân, cho nên mới có thể xông phá dòng dây, không bị bọn chúng giết chết và thoát ra được. Thank you.
tặc Nghiêm Tông hại nước hại dân, ai cũng muốn giết chết cả. Gia đình của cháu chết một cách oan ức như vậy. Thẩm Vân à, thúc thúc sau này sẽ nhất định minh oan trả thù cho cả gia đình của cháu. Thẩm cô nương, Thẩm cô nương, Thẩm cô nương, cô làm cái gì vậy hả? Phải Thẩm, tôi đừng phải trả thù. Lão trưởng, cái chuyện này đây. Mai Hương mang trà tới. Ra ngoài đi. Dạ. Nghiêm công tử, không lẽ Nghiêm Quốc lão đối với cái chuyện đó hoàn toàn không có gì hay sao? Biết cha không ai bằng con. Nếu như gia phụ thực sự không đi đến chuyện đó thì sẽ xử bằng quốc pháp đó. Đạo trưởng đâu có ngồi ở đây được chứ. Bần đạo biết rồi. Nhưng mà nếu như không quyết định ngay lập tức thì sẽ mất đi cơ hội đó. Đạo trưởng chỉ vậy. Vậy quan phụ của chúng tôi phải cải kiến như thế nào thì mới được phù hợp với thiên tượng đi hả? Ở tại quý phủ có một gò đất. Gò đất đó giống hệt như một con rồng chứa đầy linh khí. Nhưng bởi vì ở chỗ đó chung quanh không có nước,
miệng rồng không có hạt dầu, cho nên không thể bay được. Nhất định phải trồng những hoa cỏ quý lạ. Đào một hồ nước chung quanh để cho trên dưới thoáng thông. Đó là xây một hồ tắm. Rồi sau đó thì chúng ta ở chung quanh hồ xây 4 cây cầu để mà làm lồng chảo. Nghiêm Thị Lan à, cái điều quan trọng nhất là ở trong đình nghỉ mát đi nha. Có một cục đá lệ chầu, như vậy mới có thể lồng phì củ thiền đó. Cái việc xây cất rất là dễ giải quyết lắm. Nhưng còn cái viên ngọc lệ châu kia, không biết đi đâu tìm đây. Bần đạo Chu Du Thiên Hạ đã biết rõ viên ngọc đó ở đâu rồi. Đạo trưởng chỉ điểm, bản thị làng sẽ hậu tạ. Nè, Thuận Ngàn ở Triết Giang nổi tiếng đá quý. Năm xưa Tống Quy Tôn đã từng lấy qua thạch cường ở chỗ này. Bây giờ tại chỗ đó có một cục đá màu đỏ lớn tới mấy thước lận. Viên đá trồng suốt, cho nên người ta gọi là Lệ Châu Thạch. Triều Tống Dương Nam đã từng khởi binh ở đây, tung hoành thất châu 47 huyện, chút nữa thành tựu đại nghiệp. Khổ nổi có châu mà không có rồng, cho nên không thành đại sự được, không thể thành đại sự. Từ đó người đời sau gọi cái động đó là Động Phương Lập. Hàng năm nhang đèn khấn giấy. Nếu như công tử mang viên đá đó vận chuyển tới Nam Sương, từ đó thanh lòng đắc châu, phong dân hội đủ, thì tương lai không thể nào ngờ trước được. Được lắm. Được đạo trưởng chỉ dạy. Thôi thì mời đạo trưởng tới Nam Sương lo tất cả mọi thứ đi nha. Được. Chọn ngày lành khởi công. Sau khi xong việc, nhất định sẽ phong cho đạo trưởng làm quốc sư. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn thị làng thưởng thức. Bần đạo ngày mai lập tức khởi hành. Bản quan là cung bộ thị làng, hiểu rõ những kiến trúc trong thiên hạ. Sau này rảnh rỗi sẽ cùng với đạo trưởng xuống Nam Sương để mà quan sát mọi điều. Đồ ăn hại, ai kêu có ngươi làm những chuyện như vậy, còn nói gì nữa, ra ngoài hết đi. Còn người đứng lại. Dạ, lão gia. Là lão dần vì cái lâu dài của chúng ta. Ta sẽ cho người tới phục vụ tại phủ của quốc lão Nghiêm Tông. Người phải ráng làm việc nhờ. Ái cơ à. Ái cơ. Công tử. Tiền thiếp đã chuẩn bị tiệc rượu để tiễn chân công tử vào Nam. Nhưng mà công tử không có về đúng giờ, không biết có nên phạt hay không hả? Phải phạt, đương nhiên là phạt rồi. Vì vậy ta đây đã mang một món quà để mà tạ lỗi với ái cờ đó. Sao hả, có đẹp hay không? Thật là đẹp quá. Đương nhiên là đẹp rồi. Cái áo này gọi là áo trân châu. Là do những thợ khéo tài thêu dệt đó. Những hạt trân châu đó đều mang từ Thái Hồ về đây. Tổng cộng có 999 hạt. Lấy cái ý nghĩa là vợ chồng chúng ta trường trường cửu cửu. Ái cờ, thoải mặt vào để cho ta đây xem thử đi nha. Tiện thiếp tuân lệnh. Mong công tử hãy lánh mặt một chút. Khỏi cần mà khỏi cần. Được được. Công tử. Công tử, nhìn thiếp có đẹp hay không? Đương nhiên là đẹp rồi.
Đẹp thật. Càng nhìn càng đẹp á. Nghĩ năm xưa quý phi đi tắm thì cũng đẹp à, tới cỡ này mà thôi đó. Công tử à, uống đi. Công tử nói như vậy không có đúng đâu. Tiện thiếp không thể nào so sánh với Dương Quý Phi được. Hơn nữa, công tử cũng không phải là Đường Minh Hoàng ngày xưa. Ái cần hãy an tâm. Tần đạo trưởng cho biết, phủ đệ giang tây của chúng ta tùy khí tràn đầy. Thiền tướng giá lầm. Nghiêm thì chắc chắn có người sừng dược. Tới cái lúc đó, ta sẽ là vua của một nước, và ái cơ đây sẽ là đế hậu của đời thời. Công tử, nếu như thật sự có ngày đó, tiện thiếp không có giống như là Ngọc Hoàng bao tự để cho người ta vui chơi. Tiện thiếp sẽ bắt chước Võ Tắc Thiên. Như vậy mới không có uổng công, có phải không? Ái cờ quả nhiên đảm sắc hơn người, hiểu rõ tâm sự. Chẳng trách gì cha thường ái cờ tới như vậy đó. Ở trong các tỳ thiếp thường nhất á là ái cờ đầy đó, có biết không vậy hả? Nè, cạn ly, cạn ly đi nha. Được lắm. Công tử, tiện thiếp có câu này không biết có nên nói hay không? Ái cờ có việc gì thì cứ nói đi nha. Lần này công tử đi Thuận An để lo lễ châu thạch đương nhiên quan trọng rồi, nhưng mà công tử muốn thành đại nghiệp, có chuyện này công tử không làm không được đâu. Chuyện gì vậy hả?